Hello, xin chào anh em đã đến với Tây An Sơ số 20. Và hôm nọ mình có đăng cái ảnh mà mình chụp như thế này đó, để anh em để câu hỏi lại. Thì có một vài anh em vẫn chưa biết những thiết bị mình dùng là gì. Thì đây là Oppo Find N mình cầm trong ảnh. Và đây là con ghế công thái học đến từ Epic One. Đó, giải đáp cho các bạn luôn. Và trong video lần này chúng ta sẽ có những câu hỏi gì liên quan đến những sản phẩm điện thoại gì. Hãy cùng nhau bắt đầu video ngay bây giờ. Và tiếp tục cảm ơn cửa hàng di động Mỹ đã tài trợ cho số Tây An Sơ lần này. Nếu như các bạn đang có nhu cầu mua những chiếc smartphone giá tốt đến từ Samsung, Apple thì có thể tham khảo tại di động Mỹ thông qua đường link mình để phía bên dưới phần mô tả của video. Câu hỏi đầu tiên là câu hỏi của bạn Nguyễn Quang Luật. Bạn để lại là có nên mua Samsung Galaxy Note 10 Plus 99% ở thời điểm hiện tại này hay không? Và nếu mua thì nên mua bản Hàn hay mua bản Mỹ? Mỗi bản sẽ có ưu nhược điểm khác nhau. Một vấn đề nữa đó là hàng 99% đã qua sử dụng thì pin liệu có ổn hay không? Samsung sẽ hỗ trợ Note 10 cộng đến khi nào ạ? Câu hỏi hơi dài, mong anh tư vấn. Chúc anh và gia đình thật nhiều sức khỏe. Mình cũng cảm ơn bạn nhá. Ok, thứ nhất về cái vế đó là có nên mua Samsung Galaxy Note 10 cộng 99% ở thời điểm hiện tại hay không? Có. Và nếu mua thì nên mua bản Hàn hay bản Mỹ? Thì cái này sẽ phụ thuộc vào nhu cầu của bạn. Nếu như bạn có nhu cầu về việc chơi game nó phải hardcore thì bạn có thể lựa chọn phiên bản Mỹ. Còn nếu như bình thường bạn có nhu cầu sử dụng hai sim thì bạn có thể tham khảo mua bản Hàn hoặc là phiên bản Việt Nam với chip Exynos. Và về cái trải nghiệm hàng ngày giữa hai con chip này á, thì mình đánh giá là nó tương đồng với nhau. Nó sẽ không có sự chênh lệch quá rõ ràng giống như là con chip Exynos 990 với cả Snapdragon 865. Thế nên bạn cũng không cần phải quá lo lắng nhá. Chủ yếu là bạn có chơi game thì bạn lựa chọn phiên bản Mỹ. Còn nhu cầu của bạn cần hai sim thì Hàn hoặc Việt Nam phiên bản Exynos. Còn nếu bạn vẫn muốn có chip Snapdragon mà có hai sim thì hãy tìm phiên bản Hồng Kông nhá. Rồi, tiếp tới đó là một vấn đề về hàng 99% đã có sử dụng thì pin hiện tại liệu còn ổn hay không. Thì theo như mình biết á, với tất cả những cái mẫu máy 99% khi mà các cửa hàng nhập về thì họ sẽ có một cái bước, đó chính là test máy. Sẽ có riêng một vài bạn tester sẽ chỉ chuyên ngồi và test máy xem là pin nó tụt có đều hay không, mở đèn flash sau đó chụp xem là nó bị tụt bất thường hay không. Nếu không tụt bất thường thì họ mới chấm máy đạt tiêu chuẩn và đưa xuống cho cửa hàng bán ra. Thì đấy cũng là một cái điểm để cho các bạn biết được về cái quy trình họ test chiếc máy 99% như thế nào, nên bạn cũng có thể yên tâm ở phần pin trên những chiếc máy 99%. Samsung sẽ hỗ trợ Note 10 cộng đến khi nào? Thì Samsung Galaxy Note 10 cộng năm nay sẽ lên được phiên bản Android 12 và giao diện One UI 4.0 cũng sẽ là cái phiên bản hệ điều hành cuối cùng mà chiếc máy này được nâng cấp lên. Và sau đó thì chiếc máy này sẽ nhận được cập nhật về vá bảo mật trong vòng 2 năm nữa. Thế nên bạn vẫn sẽ có khoảng tầm 2 năm để nhận cái cập nhật dành cho chiếc máy này. Và nếu như sử dụng bình thường thì bạn vẫn có thể sử dụng đến 3 năm nữa cũng ok. Thì đấy là cái câu trả lời dành cho bạn. Còn nếu như bạn đang quan tâm đến sản phẩm này thì mình cũng tiết lộ đó là một trong 2 ngày nữa sẽ có một video đánh giá chi tiết con Note 10 cộng ở thời điểm này. Câu hỏi số 2 là câu hỏi của bạn Quý Vi. Bạn để lại là: anh ơi, có con nào chính hãng dưới 15 triệu, cam đẹp, màn hình đẹp, pin trâu, sạc nhanh, chiến game nặng, không bị quá nhiệt hay không? Thì ở tầm giá này mình sẽ recommend bạn có thể lựa chọn: một là Oppo Find X2 99%. Thứ hai đó là bạn có thể lựa chọn một số những con máy dòng Samsung Galaxy S20, S20 Plus hoặc S20 Ultra phiên bản Mỹ với chip Qualcomm Snapdragon 865. Bạn vẫn có màn đẹp, có cam đẹp, có pin ổn, có sạc nhanh và bạn vẫn sẽ có một cái hiệu năng chơi game nặng mà không bị quá nhiệt. Thứ ba đó là bạn có thể lựa chọn con Black Shark 4. Đây là một con máy gaming rất tốt, nhưng mà một số những yếu tố liên quan đến việc là camera thì nó sẽ không quá là nổi bật, thì bạn cũng có thể cân nhắc. Rồi còn con gì nữa không nhỉ? Ok, có lẽ đó là một vài những con máy sẽ nổi bật đủ những yếu tố mà các bạn đang cần mà chơi game nặng sẽ không bị quá nhiệt. Câu hỏi số 3 là câu hỏi của bạn N17. Bạn để lại là: theo anh thì 12 Pro Max giảm tầm bao nhiêu thì có thể mua được? Giữa 13 và 12 Pro Max thì nên chọn con nào? Nhu cầu của em là lướt web xem phim, thỉnh thoảng chơi game nhẹ như Liên Quân, không cần chụp hình. Với 12 Pro Max ở thời điểm này thì mình nghĩ rằng nó sẽ không giảm giá đâu. Hay ngay cả cho tới Tết thì có giảm cũng chỉ giảm gọi là vui vẻ 100-200 nghìn. Bởi vì hiện tại á, biên giới đã có một vài đường biên đã đóng lại rồi, không cho thông quan nữa. Và cũng như là vấn đề về bệnh dịch nên hàng hóa về sẽ khá là khó khăn. Và tới gần Tết á, khi mà cái nhu cầu của người dùng mua nhiều hơn thì sẽ khiến cho những mặt hàng này đã không có hàng rồi, nó lại còn hiếm thì giá của nó có khi lại còn bị tăng lên đấy. Thế nên mình nghĩ rằng là nếu bạn đang chờ iPhone 12 Pro Max để giảm giá tiếp ấy,
thì là không nên. Nếu mua thì mua ở thời điểm này nó cũng đã là ok. Tiếp tới đó là cái vế là giữa iPhone 13 và 12 Pro Max thì nên lựa chọn máy nào. Thì mình vẫn khuyên bạn lựa chọn 12 Pro Max. Nếu như là mình thì mình cũng sẽ lựa chọn 12 Pro Max, bởi vì những yếu tố như là build thiết kế của 12 Pro Max đẹp hơn, sang hơn này. Cụm camera của 12 Pro Max nhìn cũng đẹp hơn cụm của 13 bị đặt chéo, đúng không ạ? Mặc dù là bạn có nói rằng là không cần chụp hình, nhưng một yếu tố đó là về độ đẹp của cụm camera cũng sẽ là một yếu tố mà bạn cần biết. Còn về cảm biến của 13 với 12 Pro Max thì đều sử dụng chung cảm biến chính nhá, nên bạn cũng sẽ không cần cân nhắc ở vấn đề này. Rồi thêm nữa thì hiệu năng của 13 và 12 Pro Max cũng sẽ tương đương với nhau, đặc biệt là khi bạn chỉ chơi game nhẹ như là Liên Quân thì sẽ chẳng có sự khác biệt ở đây. Và nhu cầu nữa của bạn đấy là lướt web, xem phim thì màn hình càng to, lướt web hay xem phim càng đã. Thế nên câu trả lời rất dễ dàng, đó là 12 Pro Max. Câu hỏi thứ tư là câu hỏi của bạn Khánh Huy Hoàng Nguyễn. Bạn để lại là dưới 10 triệu thì nên lựa chọn con điện thoại nào để chơi Liên Quân mượt, camera chụp nét, đa nhiệm tốt thì càng ok, iPhone hay Android đều được, em cảm ơn. Thì với cái nhu cầu của bạn như thế này thì bạn có thể lựa chọn iPhone 10S Max đang là một ứng cử viên rất xuất sắc. Màn đẹp này, camera chụp đẹp này, rồi có một cái đa nhiệm cũng rất tốt với 4GB RAM. Còn nếu như là Android thì bạn có thể quan tâm đến một số mẫu, ví dụ như là Poco F3, hoặc là chúng ta sẽ có chiếc Redmi K40 thông thường, cũng có chip ngon, cũng camera chụp nét, rồi cũng có đủ các thứ, rồi pin cũng trâu, rồi sạc cũng nhanh. Rồi một số những mẫu khác, ví dụ như là chúng ta sẽ có là Samsung Galaxy Note 10 Plus. Ở cái tầm này, nó cũng là một chiếc máy mà mình đánh giá cao đấy. Nói chung là cũng có khá nhiều máy, quan trọng là bạn thích Android hay thích iOS mà thôi. Chứ còn cái tầm 10 triệu này thì hầu như máy nào cũng có thể đáp ứng được nhu cầu của bạn. Câu hỏi số 5 là câu hỏi của bạn Nam Hùng. Em muốn mua flagship cũ tầm từ 4 tới 7 triệu, nhu cầu thi thoảng chơi game, muốn màn đẹp không cần phải có tần số quét cao cũng được, dùng mượt trong vòng 3 năm, các thương vụ bình thường, cam đủ dùng, em cảm ơn. Nếu mà cái tầm này á thì bạn có thể lựa chọn một là Bit số 4XL, 2 đó là Samsung Galaxy S15G, 3 S10 Plus, 4 là Samsung Galaxy Note 10. Sẽ là những con máy đáp ứng được cho bạn một cái nhu cầu về màn hình đẹp, camera ổn và có thể dùng được trong vòng 3 năm với những tác vụ thông thường. Thậm chí đối với những con máy kiểu Samsung Galaxy S10 Plus hay là Samsung Galaxy S15G mà bạn mua được cái phiên bản chạy chip Qualcomm Snapdragon ấy, thì không chỉ về việc là sử dụng tác vụ thông thường trong vòng 3 năm mà ngay cả việc chơi game trong vòng 3 năm nữa nó vẫn ổn. Câu hỏi cuối cùng là câu hỏi của bạn Bảo. Đấy, bạn lấy luôn logo của cái hãng đó là Brick thì phải. Dán ron chống nước thì có thật sự chống được nước nhẹ hay không ạ? Thì cái vấn đề này nó sẽ tùy thuộc vào cái tay nghề của người dán. Có người dán thì sẽ chống nước nhẹ. Đôi khi có người dán vào họ sử dụng chung với những cái máy hấp hay là sử dụng chung với những cái máy rút chân không á, thì nó sẽ giúp cái ron này được ép mạnh hơn, đôi khi bạn có thể nhúng nước được. Nhưng mà kiểu gì thì kiểu, mình vẫn khuyên các bạn là khi mà các bạn đã tháo máy ra để các bạn thay pin hay các bạn làm bất kỳ một cái thứ gì và người ta dán ron lại cho các bạn thì các bạn cũng đừng quá tự tin. Tốt nhất luôn luôn bảo vệ cái chiếc máy của các bạn tránh xa nước nhất có thể. Ví dụ như trời mưa thì nên trú mưa, ví dụ như rơi vào nước thì nhặt thật nhanh lên và nhét vào thùng gạo, làm đủ mọi cách để chiếc máy có thể an toàn nhất, chứ đừng quá tự tin. Như bản thân mình dùng những con máy kiểu 13 Pro Max mà mình còn không dám nhúng nước bao giờ, bởi vì các bạn biết là đồ điện tử không biết là hên xui như thế nào và cũng chẳng tự tin được là chiếc máy nó chống nước ra sao đâu. Thế nên rằng kiểu gì kiểu bạn cứ tránh xa nước cho mình nhá. Và tất nhiên dán ron thì nó vẫn sẽ hỗ trợ phần nào đó cho chiếc máy chống nước một cách tốt hơn. Và trên đó là câu trả lời của mình dành đến cho tất cả các bạn trong số Tech Answer lần này. Và nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc gì, hãy comment để lại phía bên dưới phần luận của video. Mình sẽ tiếp tục làm ra những số Tech Answer để giải đáp đến cho các bạn nhé. Video của mình thì dừng lại tại đây. Các bạn click đừng quên để lại một like, share và bấm subscribe kênh YouTube của Ngọc Trần Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.